Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I am fine. Let's sing the phonics song. Yay, yay, yay. A is for apple, B is for ball, C is for cake, D is for dance. E is for egg, F is for fish, G is for gloves, H is for heart. I is for igloo, J is for jump, K is for key, L is for lamp. M is for monkey, N is for nose, O is for old, P is for puppy. Q is for queen, R is for rainbow, S is for sun, T is for tail. U is for umbrella, V is for vase, W is for wheel, X is for Xmas, Y is for yellow, Z is for zebra. Xin chào tất cả các em, cô là Sơn Trà, đây là bạn Billy và kia là cô Catherine. Hi, I'm Billy. Good to see you here. Hello, my name is Catherine. Welcome to our class today. Các em ơi, hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Tiếng Anh lớp mùa vui của kênh VTV7 Đài Truyền hình Việt Nam. Đến với chương trình, các em hãy cùng hòa mình vào những con chữ, giai điệu và những bài học thật vui và bổ ích nhé. Trong bài học của tiếng Anh lớp mùa vui ngày hôm nay, chúng ta sẽ được học một mẫu câu về những đồ vật hoặc những con vật mà mình có đấy. Các em có nhớ những kiến thức mà chúng ta đã được học trong tập trước không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi một game để xem các em còn nhớ những kiến thức đó không nhỉ? What's the name of the game? The Flash. The Flash. Đúng rồi, vậy thì khi bạn Billy đưa ra những bức tranh, các em hãy đọc thật nhanh từ có trong bức tranh đó nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Are you ready? Ready! Let's go! Number one. Red. 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 Blue. 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 Green. 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 White. 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 Black. 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 Yellow. 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 Crayon. 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 Pencil. 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 Cat. 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 Cow. 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 Very good, everyone. Yay! Well done, Billy. Các em ơi, các em có thể nhớ được hết tất cả các bức tranh không? Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra và ôn tập lại cùng với cô Catherine nhé. Chúng ta sẽ lắng nghe cô Catherine đọc và các em hãy cố gắng nhắc lại theo cô nào. Listen and repeat after me. Red. 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 Blue. 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 Green. Green. Green.
Green. White. 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 Black. 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 Yellow. 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 Crayon. 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 Pencil. 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 Cat. 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 Cow. 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 Các em làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và nhắc lại theo cô một lần nữa nhé. Red. 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 Blue. 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 Green. 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 White. 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 Black. 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 Yellow. 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 Crayon. 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 Pencil. 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 Cat. 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 Cow. 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 Very good, everyone. Yay! Vừa rồi chúng ta đã được ôn tập bài cũ và chơi một trò chơi rất thú vị phải không các em? Trong buổi học ngày hôm nay, cô Catherine sẽ mang đến lớp một số đồ vật. Bây giờ chúng ta hãy cùng bạn Billy tìm hiểu xem cô Catherine mang những gì đến lớp nhé. Chúng ta hãy cùng lắng nghe đoạn hội thoại giữa cô Catherine và bạn Billy nhé. Let's listen. Look, Billy. What's this? Oh, a red crayon. Yes, I have a red crayon. And what is this? A pencil. I have a yellow pencil. Vậy các em ơi, các em có biết cô đã mang đến lớp những thứ gì không? Đúng rồi, đó chính là a red crayon và a yellow pencil. Vậy thì cô Catherine ơi, trong cuộc hội thoại cô đã sử dụng mẫu câu gì vậy ạ? It's I have blah blah blah. For example, I have a red crayon and I have a yellow pencil. Đúng rồi, mẫu câu I have blah 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 có nghĩa là mình đang có một đồ vật gì đó các em ạ. Và đây cũng chính là mẫu câu mà chúng ta sẽ học trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thì các em ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại và nhắc lại theo các cô và bạn Billy nhé. Listen and repeat after me. A red crayon. A red crayon. A red crayon. I have a red crayon. I have a red crayon. I have a red crayon. A yellow pencil. A yellow pencil. A yellow pencil. A
I have a yellow pencil. I have a yellow pencil. I have a yellow pencil. Very good, Billy. Great job. Now, chúng ta cùng làm lại nào các em ơi. Let's do it again. A red crayon. A red crayon. A red crayon. I have a red crayon. I have a red crayon. I have a red crayon. A yellow pencil. A yellow pencil. A yellow pencil. I have a yellow pencil. I have a yellow pencil. I have a yellow pencil. Good job, Billy. Yay! Các em ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại từ vựng và mẫu câu mà mình đã được học từ những buổi trước nhé. Và cùng kết hợp với nội dung học của ngày hôm nay. Cô Catherine ơi, buổi trước chúng ta đã được học mẫu câu gì rồi ạ? We learned to say, what's this? And this is, now look, what's this? This is an apple. I have an apple. What's this? This is an alligator. I have an alligator. What's this? This is an ant. I have an ant. Great job! Now it's your turn, Cha. Okay. Now everyone, look! What's this? This is a bee. I have a bee. Good. Okay, now let's see. What's this? This is a butterfly. I have a butterfly. Good. And now, what's this? This is a bird. I have a bird. Okay, good job. Now, Billy, your turn. What's this? This is a flower. I have a flower. What's this? This is a garden. I have a garden. What's this? This is a tree. I have a tree. Yay! Great job! Good! Vừa rồi các em đã làm rất tốt rồi. Các em hãy nhớ là chúng ta cần phải ôn tập lại những từ vựng và mẫu câu từ những bài trước và bài học ngày hôm nay nhé! Ling, what's this? It's a red crayon. I have a red crayon. Ha! What's this? It's a yellow pencil. I have a yellow pencil. Các em ơi, bây giờ cô sẽ có một hoạt động để giúp các em ôn tập lại mẫu câu ngày hôm nay nhé. Hoạt động này mang tên là gì cô Catherine nhỉ? That is, say it out. À, vậy thì với hoạt động này chúng ta sẽ được luyện tập những gì cô nhỉ? Cô có bao nhiêu thẻ từ vậy ạ? We have 5 pictures. Wow, vậy là chúng ta sẽ có 5 thẻ từ tất cả. Bạn Billy sẽ lần lượt chọn từng thẻ từ một. Và khi các em nhìn thấy hình ảnh đấy, các em sẽ sử dụng mẫu câu I have bla bla bla. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng luyện tập nhé.
Let's practice. Billy. White crayon. Your turn, Cha. I have a white crayon. Blue bird. Your turn. I have a blue bird. Your turn. Red apple. You try. I have a red apple. Your turn. Black cat. I have a black cat. Your turn. Yellow butterfly. I have a yellow butterfly. Your turn. Okay, very good everyone. Well done. Các em ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng ôn tập lại 5 từ vựng vừa rồi nhé. Cô Catherine, cô có thể đọc lại 5 từ vừa rồi cho các em được không ạ? Yes, of course. They are red apple, white crayon, black cat, blue bird, yellow butterfly. Your turn, Cha. Okay. Red apple, white crayon, black cat, blue bird, and yellow butterfly. Billy, your turn. Red apple, white crayon, black cat, blue bird, and yellow butterfly. Good job, Billy. Good job, Cha. Yay! Thank you. Nào các em ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nghe cô Catherine đọc lại các từ vựng vừa rồi, áp dụng vào mẫu câu I have. Listen and repeat after me. I have a red apple. Your turn. I have a white crayon. You try. I have a black cat. Very good. I have a blue bird. You try. I have a yellow butterfly. Wow, you are amazing. Well done, kids. I have a black cat. I have a blue bird. I have a yellow butterfly. Các em ơi, bây giờ cô sẽ giải thích rõ hơn về mẫu câu I have. Đó là khi chúng ta có một món đồ vật nào đó, chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu I have, có nghĩa là tôi có. Cùng lấy ví dụ nhé. Cô có một quả táo màu đỏ. I have a red apple. Cô có một chiếc bút sáp màu trắng. I have a white crayon. Và cô có một chú mèo màu đen. I have a black cat. Cô còn có một chú chim màu xanh dương. I have a blue bird. Và gì nữa nhỉ?
cô còn có một chú bướm màu vàng. I have a yellow butterfly. I have a red apple. I have a white crayon. I have a black cat. I have a blue bird. I have a yellow butterfly. Các em ơi, vậy là hôm nay chúng ta đã được học mẫu câu I have để nói về những đồ vật mà mình có. Vậy các em hãy chú ý học mẫu câu này tại nhà thật chăm chỉ nhé. Các em hãy sử dụng mẫu câu này với những đồ vật mà mình có tại nhà. Chúc các em ôn tập tiếng Anh thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye everyone. See you next time. Goodbye. Bye bye. Bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Tiếng Anh lớp 1 vui nhé.